Tối ngày 20 tháng 11 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh đã diễn ra vòng chung kết hội thi văn nghệ học viên lần thứ 2 năm 2021 nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hội thi văn nghệ học viên lần thứ 2 do Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của học viên. Trải qua vòng sơ khảo có 37 tiết mục văn nghệ tham gia, qua đó ban giám khảo đã lựa chọn 15 tiết mục tham dự đêm chung kết. Với việc tập luyện nghiêm túc và chuẩn bị công phu, các tiết mục hát, múa, nhảy hiện đại có nội dung ca ngợi công ơn thầy cô, những kỷ niệm bên mái trường và tình thân bè bạn đã được các học viên thể hiện để lại nhiều ấn tượng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các tiết mục tham gia hội thi.